Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình review cho các bạn đây là nhân sâm Hàn Quốc mà mình đã mua. Nhiều người gọi trêu là củ cải Hàn Quốc đấy ạ. Củ cải Hàn Quốc mình mua đây là chỉ 750g thôi mà giá là khoảng 40.000 won rồi. 40.000 won là khoảng 800.000 tiền Việt Nam. Mà chỉ được xem nào, mấy củ nhỉ? 2 4 6 8 được 10 củ. 10 củ nghĩa là một củ là khoảng 80.000, mà mình mua đây là mua ở trên mạng. Và với kiểu nhân sâm như thế này thì giá như thế là cũng ok, mà sâm như thế này là cũng là sâm ngon rồi đấy ạ. Mình khá là hài lòng với cái sâm mình đã mua này. Sâm này bên Hàn thì người ta thường cho vào ngâm rượu hoặc cho vào ngâm với mật ong để ăn, hay là cho vào hầm gà. Nói chung là cũng có rất là nhiều các món có thể chế biến và rất là tốt cho sức khỏe. Tôi giới thiệu đến các bạn món sâm ngâm rượu. Và đây là những củ sâm mà mình đã mua ở trên mạng, 10 củ. Và sâm này là sâm loại chung là bình thường, nó không phải là loại to lắm đâu. Nhưng mà người Hàn thì họ không phải là cứ thích sâm to quá đâu, họ chỉ thích sâm vừa vừa như thế này thôi. Và nhà mình thì cũng mua sâm này để tặng cho nhà mẹ chồng nữa. Tại vì đến bây giờ là đến gần Tết rồi, cho nên là cái tục lệ tặng quà Tết ở của người Hàn thì cũng giống như ở Việt Nam vậy. Cho nên là họ thì thường mua sâm để tặng. Và sâm này mình mua 10 củ là 750g, tương đương với 7 lạng rưỡi. Bảy này như thế này và cũng to hơn ngón chân cái một chút. Và đây là size sâm bình thường ở Hàn Quốc, cũng có nhiều loại sâm to hơn. Nhưng mà sâm to hơn thì đắt hơn là khoảng 56 đến 60 ngàn won, 700g. Ở bên này thì họ cứ bán khoảng 750 750g một set vậy, họ bán là theo cái gọi là cái khối lượng bán tiêu chuẩn của những cái nhà bán sâm đấy ạ. Và đây là sâm mình mua ở trên mạng, mua trên internet. Và mình mua mình cảm thấy cũng khá là ok, chồng mình thấy cũng ok, cho nên là mua còn tặng cả mẹ chồng nữa. Và bây giờ mình sẽ cho vào ngâm rượu. Rượu này thì mình mua ở siêu thị thôi, cũng không phải mua rượu gì quá là cao siêu cả. Không biết là một bình rượu là ngâm thì có đủ không. Mỗi năm thì sâm họ sẽ thu hoạch vào cuối năm khoảng tháng 11, tháng 12. Cho nên là mình gần Tết rồi thì mình sẽ mua tranh thủ và ngâm để ăn tới sang năm, đến cuối năm sau. Đến cuối năm sau họ thu hoạch được sau thì mình lại mua được khác. Cho nên là mỗi lần mua chỉ mua khoảng 700-800g hoặc là một lạng thôi, không có nhiều. Và bây giờ mình sẽ bỏ sâm vào trong lọ. Thì sẽ bỏ theo hướng củ như thế này, giống như là sâm nó đang mọc lên vậy, sẽ nhìn đẹp hơn. Này, củ này rất là dài và to. Củ nào mà cũng được như củ này thì thật là tốt. Nhìn cái rễ của nó này. Họ thu hoạch bằng máy, cho nên là rễ to rễ nhỏ là họ thu hoạch hết. Ở bên Hàn Quốc thì sâm họ bắt đầu cắt lá cắt cây đi, sau đó là họ làm sạch cái mặt luống đi, họ cho máy họ làm một lượt là sâm nó nổi trên mặt đất như là tôm nó nhảy lên trên mặt nước vậy. Sau đó là họ nhặt củ về là họ cho vào bảo quản, họ bán dần thôi. Tuy nhiên là sâm này thì trồng thì với kỹ thuật thì khá là cao. Và cái đầu tư của nó cũng rất là lớn, cái tiền hạt sâm rất là đắt các bạn ạ, không có rẻ đâu. Trước nhà mình cũng mua và trồng ở trên đồi được một ít rồi, tuy nhiên là cái điều kiện khí hậu hay là cái kỹ thuật của mình nó không tốt ấy, nó không lên nhiều và nó chết rất là nhiều. Và cái hạt sâm thì rất là đắt, mỗi lần mua thì mất 300 đến 400 nghìn won cơ. Mà đến lúc chẳng được cây sâm nào. Thôi đi mua ăn cho nó nhanh. Và sâm tự nhiên thì nó không to như thế này đâu, nhà mình trồng 15 rồi mà nó chỉ bằng ngón tay út thôi. Đây là sâm mà họ trồng ở ruộng ấy, họ trồng kỹ thuật rồi chăm sóc rồi bón phân bón rồi là các kiểu thì nó mới được đẹp và to như thế này. Dĩ nhiên là sâm tự nhiên thì sẽ tốt hơn. Đó, bây giờ mình đang cho sâm vào như thế này. Cho từng củ vào theo hướng lên như thế này nhìn nó sẽ đẹp, tại vì cái rễ của nó sẽ giống như là những con bạch tuộc đang bơi lên vậy. Sâm thì có rất là nhiều giá và cũng tùy từng nhà bán nữa, tuy nhiên là giá chung của nó thì ở người Hàn người ta mua sao thì giá chung thì nó cũng chỉ như vậy thôi. Và khi mà những người buôn lái ấy, họ mà rượu ngâm này ấy, mình mua trên mạng giá là không nhớ thì là không nhầm là 28.000 won ấy ạ, khoảng 500-600.000 tiền Việt mỗi cái bình này không. Và như là đây nó viết là made in Korea nhưng mình nghĩ là made in Trung Quốc đó, mình cũng chẳng biết là chính xác xuất xứ đâu, thì nó ghi như thế này thì biết thế này thôi. Mua là mua ở trên mạng, còn nếu mà các bạn không mua trên mạng các bạn có thể ra những cái cửa hàng bán đồ nhà bếp hoặc là bán những cái đồ chậu nồi xoong chảo đó, họ cũng bán rất là nhiều những cái loại bình to nhỏ khác nhau và giá thì cũng rất là đa dạng. Vậy là mình đã ngâm xong một bình rượu 10 củ sâm giá 760.000 tiền Việt Nam và 38.000 won, chưa tính tiền bình và chưa tính tiền rượu. Số rượu mình mua đổ vào bình này là 13.000 won, khoảng 13.000 won là 27
270.000 tiền Việt, tiền rượu. Tiền rượu là 270.000 và tiền sâm là 760.000. Và bình rượu này thì khoảng 1 triệu chưa tính tiền bình. Trời ơi. Nhưng mà nó rất là ngon các bạn. Đây mình sẽ show cho các bạn cái số sâm và số tóc tóc mà nhà mình đã ngâm. Cây này, củ này không phải là củ sâm đâu mà là củ to tóc, ở Hàn Quốc gọi là củ to tóc. Và củ này thì nó không được tốt như củ sâm, tuy nhiên thì nó cũng có tác dụng rất là tốt cho sức khỏe. Củ này cũng là trồng ở trên núi, thời gian thì khoảng từ 5 tới 6 năm nó được ra những cái củ như thế này. Và củ này thì khoảng mất từ 6 tới 8 năm. Đó. Loại củ to đó là nhà mình mới đào năm nay. Còn những cái củ này nhà mình ngâm từ năm đầu năm rồi, từ đầu tháng 1, tháng 2 đó, cũng được gần 1 năm rồi. Và củ bây giờ nó đã ra chất, nước rượu nó đã thành màu đỏ như thế này. Cái bình này nhà mình đã uống rất là nhiều rồi cho nên là vơi đi. Còn cái bình này vẫn còn nguyên, các bạn có thể thấy không ạ? Cái nước rượu của nó đỏ và rất là đẹp. Và cái rượu này mà uống thì sẽ tốt cho sức khỏe. Còn cái này là mình cũng là cái to tóc đó, mình ngâm được cả củ và lá luôn. Thỉnh thoảng uống một cốc thì sẽ rất là tốt cho sức khỏe. Và đây là bình rượu sâm nhà mình đã ngâm được khoảng 3 tháng. Và bây giờ nó đã ra cái chất rượu, nó đã ra màu đỏ như thế này rồi, nhìn sẽ rất là ngon đúng không ạ? Thỉnh thoảng nhà mình mà ăn gà rán hay là có dịp gì ấy, lấy một cốc rượu sâm ra uống thì thực sự rất là thơm và ngon. Cái mùi rượu sâm thực sự rất là thơm các bạn ạ, mình cũng rất là thích. Uống thì hơi nặng một chút cho nên là mỗi lần mình chỉ uống được có khoảng một chén con thôi. Và ở bình này thì mình cũng ngâm khoảng xem nào được 2, 4, 6, 8 củ sâm các bạn ạ. Bình này mình ngâm được 8 củ sâm và loại sâm này thì nó khác cái loại sâm mình vừa mua một chút. Là cái thân nó ngắn hơn, các bạn có thể thấy cái củ này này. Sâm nó thân, cái thân này nó ngắn hơn và cái rễ nó dài hơn một chút. Đây là nó khác cái dáng sâm vừa mình mới ngâm. Và hôm nay mình đã review cho các bạn cách ngâm sâm ở Hàn Quốc và giá sâm và các loại sâm với lại một số các loại củ để ngâm rượu. Và hy vọng là thông tin này sẽ giúp ích cho các bạn. Mong các bạn sẽ ngâm được những cái bình rượu sâm tốt cho gia đình và uống phục vụ cho sức khỏe của mình. Chúc các bạn một ngày vui. Nhớ đăng ký kênh và like video giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.